và đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán như thế này thì người dân họ sẽ sống sao? Giải cứu bà con nông dân. 130 một thùng 17 cân, 150 một thùng 17 cân. Thanh long ruột đỏ 100. Giải cứu thanh long ruột đỏ 100. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái cây xăng. Nhưng phía sau lưng đây là một cái bãi tập kết của mít. Các nông sản ở miền Tây đang ở gần cửa khẩu Hữu Nghị. Và hình ảnh đây là một hình ảnh rất là đau thương mà tất cả các nông dân ở miền Tây, những người trồng mít không bao giờ muốn thấy. Hôm nay Bùi Hồ cùng với em Phong Bụi có mặt tại nơi này để quay cho cô bác quý anh chị xem về thảm cảnh của mít đang ùn ứ tại gần cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn là như thế nào nha. Và để hiểu rõ thêm về điều đó thì mời cô bác quý anh chị xem qua một vòng. Đây là tất cả các mặt hàng đã mít không vận chuyển đi được bởi ùn ứ ở cửa khẩu này rất là lâu, nên các mặt hàng ở đây đều được hôi thối. Và những người tài xế công đó, họ sẽ là những người thương lái bất đắc dĩ, họ phải tìm cách giải thoát những cái mít này cho những người dân ở đây, nơi đây. Và dòng đây đó thì có rất là nhiều bảng băng rôn với biểu ngữ là hãy ủng hộ nông sản của Việt Nam, cũng như là hãy chia sẻ những khó khăn của người nông dân Việt Nam đối với những mặt hàng nông sản này. Và đặc biệt là Bùi Hồ là một người miền Tây lên đến cửa khẩu, lên đến tận miền Bắc như thế này để chứng kiến cảnh này. Thật ra thì rất là nhiều cảm xúc đối với những người nông dân ở miền Tây thể hiện qua những chiếc trái mít mà đang nằm đau thương như thế này. Và để hiểu rõ thêm về điều đó thì mời cô bác quý vị cùng em Phong Bụi để đi vô nghe những thương lái bất đắc dĩ ở đây chia sẻ về cái câu chuyện mít ùn ứ. Tại có thể di chuyển qua này trước để tí nữa mình quay trở lại mít. Ở đây thì có thanh long được vận chuyển từ bên trên xe container xuống phía dưới này, và hiện giờ thì giá bán ở đây được rơi vào từ 110, 130, 150 và 170. Mỗi cái thùng hàng như thế này, em khi nãy mình có tìm hiểu với chủ vườn thì theo chia sẻ của bà con á là mỗi thùng giấy như thế này á có giá trị nó là 35.000 đồng, và tuy nhiên thì hiện giờ là bán thùng không thì chỉ còn có 17.000 đồng thôi, rớt so với một nửa giá. Và giá trị thanh long ở đây thì đã giảm hơn so với giá trị thực rất là nhiều. Và đây là rất là nhiều bán ạ. Góc bên kia thì cũng có một số xe cũng đang đưa hàng xuống. Thanh long ở đây thì có hai loại, thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng. Thì hiện giờ là hàng trăm chiếc xe đang bị ùn ứ từ cửa khẩu này qua. Còn phía bên này là những cái vựa mít nè, dưa hấu nữa. Đây là một trong những cái nông sản đặc trưng của bà con ở miền Tây. Mít thì nhiều nhất ở khu vực Cai Lậy, Tiền Giang, cả một số khu vực như là Tháp 10, Đồng Tháp luôn. Đây, những cái quả mít mà phía bên góc bên kia thì mít đã bị hư rồi, còn góc này thì mít nó đã bị chuyển sang màu đen và chắc lẽ đang được bán giá tượng trưng hơn anh Hồ. Đúng rồi. Để thu được đồng nào hay đồng đó. Mọi người thấy không? Đây là những cái hàng mà được lấy từ phía container xuất khẩu Trung Quốc. Mít này mình bán sao hả chị? Dạ. Rẻ lắm, đang đủ đi đây. Bao nhiêu một ký? Bao nhiêu một ký đây? Đây, như chị gái nói là một quả này 20.000. Còn cái mít mà đã gọt kia thì bao nhiêu? Bao nhiêu chị? 10.000 một mít. Đây anh Hồ, cho bà con xem ha. Đây là một cái quả mít được bị hư ở phía bên này, người ta tận dụng lại, gọt lại, tỉa hàng lại thì có giá là 10.000 đồng. Trong khi đó nếu một quả mít với trọng lượng khoảng 6 kg mà xuất khẩu được sang Trung Quốc á, thì có giá khoảng 150-200.000 đồng. Nhưng hiện giờ thì gần như là bị ùn ứ khá là nhiều, hàng ngàn chiếc xe container. Ngày hôm qua thì người ta thống kê là đã 5.000 chiếc đang kẹt ở cửa khẩu bên Tân Thanh và Thổ Nghị. Một quả để em cân thử là bao nhiêu ký không? Em có cân không? Không có cân, đây em ơi, tầm 10 đến. Ở đây là mình chỉ bán theo ước lượng thôi đúng không chị? 7 đến 10 ký. Quả nào thì cũng tầm 20.000 thôi. Đúng rồi. Quả này là 20 ha. Và đằng kia thì mình có thể thấy được đây là các xe công đang xuống mặt hàng mít. Đây, bờ góc bên này cho mọi người xem ha. Một ký đi em ơi, hai chục quả này đi. Bên này thì mọi người cũng đang lựa nè, những cái quả nó ngon ngon. Còn bên này là xong. Ở đây thì em có để ý rằng là 2/3 đã bị hư hại. Lý do là đang ùn ứ ở đây rất là nhiều. Quả mít bị hư luôn nè. Còn quả này thì còn một nửa. Đây là những quả này là hết được rồi nè. Hết được rồi.
đã nằm đây hơn 30 ngày phải không? Cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ trước thì Phong Bụi cùng với em Bùi Hồ có trò chuyện với một bác tài. Bác đang trên chiếc xe công của bác thì chở hơn 20 tấn mít và tổng giá trị hàng hóa trên chiếc xe công đó là hơn 500 triệu đồng. Nhưng đang hiện giờ đang bị ép giá với giá là 50 triệu đồng. Đó là giá chị bỏ ra thôi, còn tính luôn cả chi phí thì gần khoảng 700 triệu đồng á. Đấy chị cho cái túi mang gửi cho hàng em ơi, quả kia 30.000 nhưng bị thối mất một nửa. Em cho chị một quả nhá. Ở đây bao nhiêu một ký hả chị? Dạ, ký gì đây này, một quả như thế này mới có 50.000 mà lành hết. Còn nếu mà hỏng thì chỉ có 30.000, 20.000 thôi, khổ thân chưa? 50.000 là 10 ký, mỗi ký là 5.000 đồng. Dạ. Là nó còn nguyên. Dạ, nguyên đây, nguyên nhá. Không bị một tí nào luôn. Đấy, thấy chưa? Quả đây, quả nào đấy? Quả đây bao nhiêu? Khu về đây, quả đây ngon đấy, về đây. Đâu rồi, thối bỏ. Đây là đúng này. Đây, chính quả đấy là ngon này. Này đấy ngon rồi. Có một tí thôi. Đấy quả khác nữa. Chị Yến ơi, có thể mà có một chỗ đốm thì lấy thảm đi. Vào trong đâu mà vào trong. Quả ấy là khối đầu. Này lấy 40.000 này. 40.000. 8 ký. 40.000 8 cân này. Cái cục này là 5.000. Đó là những quả mà mình còn sử dụng được. Còn đối với những quả như thế này thì giá thấp hơn. 20.000 đồng mua mão luôn. Ừ. Này. Vẫn còn tươi ha. Tươi mà. Chị Yến đâu rồi? Nè. Yến ơi. Yến đang bận. Đấy, cun. Nè, chị hai đặt cái quả này cho em hỏi xem là công nhân em này thì bà con tỉa lại bán theo muối làm tươi lại. Đây còn là hương thì bỏ để dễ bán hơn. Hồi nãy thì bên góc bên kia thì người ta bán là 10.000 một cân. Ở đây là bao nhiêu một cân bác nhỉ? 10.000 một cân. 10.000 một cân. Gọt ra xong rồi thì vẫn còn 10.000 ha. Gọt xong, gọt ra xong rồi mới có 10.000. Ồ, vâng, đấy, vâng, mới vâng, có 10.000 khác vâng. Mà là vừa nói gì nhỉ? Ngon lắm nhỉ. Hôm qua thì mình ở trên khu vực bãi xe dốc quýt á, được ăn mít. Thế này là nói thế này thì mới có cơ hội mà ăn chứ. Toàn khoảng tầm 30-40 nghìn cân thì ở đây là 30, bình thường là 30-40 nghìn mà vẫn không có mít đúng không? À. Có mít. Có. Nhưng mà là 30-40 nghìn, còn gọt ra này là phải là 60-70 nghìn. Gần mình mà. Bùi Thảo ơi. Bùi đang quay phim. Cảm ơn. Người ta đang làm mốc. Dạ. Cảm ơn chị Thảo. Cảm ơn chị Thảo nhiều nha. Đang quay phim tí lên YouTube đi đồng. Bao nhiêu? Thật ra thì người miền Tây mà nhìn mít về tới đây mà lại như vậy thì đau lòng quá không? Những quả mít này thì hoàn toàn không sử dụng được, đã hư hại 100%. Và theo ước tính những cái bao bì gói như thế này á là có giá khoảng 4-5 ngàn đồng khi mà gói một cái quả mít xong á. Thì kể cả cái phần trái và cái phần vỏ luôn thì giá trị của một quả mít lên gần 100 ngàn đồng. Thì tất cả các xe đây đang tìm cách để mà giải thoát, giải cứu. Chủ hàng cũng đã chết, tài xế cũng đã điêu đứng. Chủ xe thì coi như là mất hết trắng cả cái chi phí vận chuyển. Còn người nông dân vẫn là người thòi nhất khi mà trên cái mảnh khu vườn của họ thuốc men, công cán chỉ chờ một cái mùa vụ mấy tháng trời. Một mùa mít, một mùa mít thì khoảng mấy bao nhiêu anh họ? Mấy tháng ta? Một mùa mít thì 2 năm mới thu cho quả. Và cũng chia sẻ thêm với mọi người là anh Hồ á, cũng đang trồng một số cây mít nhỏ nhỏ ở vườn nhà anh ở Đồng Tháp. Thì thấy cảnh này anh thấy như thế nào? Anh đang rất buồn. Không biết thì thời gian tới thì lo cho người nông dân thôi. Tại vì đối với họ thì mít là một cái nguồn thu nhập chính. Sau khi mà họ cải cách nông sản cây trồng á, có nghĩa là trước đây trồng lúa mà bây giờ lại trồng mít thì giá mít lại điêu đứng như thế này. Thì không biết thời gian tới và đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán như thế này thì người dân họ sẽ sống sao. Chúng ta nhìn qua màn ảnh thì cô bác quý anh chị có thấy cái bãi mít là một cái bãi tập kết của những quả mít.
đã bị hư hại rất là nhiều. Nhìn những hình ảnh này đau thương quá. Bây giờ thì mình sẽ ghi nhận thêm một số cái hình ảnh ở phía bên Thanh Long đi ha, cho bà con coi. Bên này thì có cả nông sản Thanh Long. Thanh Long dưa hấu thì ruột đỏ nha. Nếu như mà bán được sang Trung Quốc á, một thùng một ký như vậy á là lên đến gần 150.000 đồng. Nhưng hiện giờ nè, em đang bán lẻ đúng không? Bán thùng, bán dạ. Thùng dạ, cũng Thanh Long rồi đó. 1.5 trăm. Nên bán cái thùng hả anh? Bán cái thùng. Làm bài phóng sự đi. Dạ. Giải cứu bà con nông dân. 130 một thùng 17 con, 150 một thùng 17 con. Thanh Long ruột đỏ 100. Giải cứu Thanh Long ruột đỏ 110 đến 130 ngàn đồng một thùng. Đây đây, có 150. Thấy là cái quả Thanh Long khá là ngon. Nhưng mà hiện giờ bán là 150. 110 luôn. Và nhìn xe container hiện nay thì trở thành một điểm buôn bán tự phát. Bên này là bà con đang một thùng bao nhiêu ký à chị? Bao nhiêu cân ạ? 15 ký. 15 cân nha. 15 ký là ruột, còn bì thì là 17. Còn cái hàng trắng kia thì là 17 cân là ruột. Cả bì là và 19 20 cân thì. Có thể đang phóng sự ạ. Mình đã bán ở nơi đây thì được bao nhiêu mấy ngày rồi chị? Em bán được 2 ngày rồi. 2 ngày rồi. Hiện nay thì mình đã giải cứu được bao nhiêu thùng như thế này rồi? Vào tầm một gần một công à? gần một công. gần một công là một công là tầm 1.000 thùng nhỉ? Gần một công. Mình đã thu hồi lại được vốn cho một công. Ừ, nói chung năm nay bán lỗ nhiều lắm anh ạ. Tỷ lệ lỗ nhiều lắm, nhưng mà là chỉ gọi là một chút để cho lái xe có phước về thôi. Chứ còn năm nay cửa khẩu nó đóng ấy, thì nên ra là người dân bán nhiều quá, mà hàng thì bây giờ nhiều. Chỉ mong là lái xe có một chút tiền cước để về quê thế thôi. Được, anh Hồ có thể thấy là cái thùng hàng này với tổng giá trị là 25 kg, được lấy từ được từ Long An. Lưu ý nhé, cái này là nó là tính theo cân của Trung Quốc. Dạ. Cân của Trung Quốc với cân của Việt Nam mình ở đây mình xuất hàng khẩu sang Trung Quốc ấy. Dạ. Nên cái cân của Việt Nam mình với cân Trung Quốc nó khác nhau. À. Ví dụ như Việt Nam mình là một cân là thì Trung Quốc chỉ có 5 lạng thôi. 5 lạng thôi. Đấy, nói chung là nên là nhìn vào bao bì này thì đây là nó đóng để cho Trung Quốc người ta nhìn nhiều. Đây là xuất hàng chung mà. Dạ. Thì là nhìn thì nó mọi người cứ bảo là tại sao 25 cân mà đấy, nhưng mà đây là tính theo cái cân của Trung Quốc nó là 25 cân, nhưng của Việt Nam mình thì chuẩn nó chỉ là 15 cân ruột thôi và cả bì là 17 cân. Anh Hồ, một cái thùng giấy này không á là người ta ở nhà vườn họ phải bỏ lỗi, cái lỗi là chủ hàng họ bỏ ra 35.000 đồng, nhưng hiện giờ là bán giá là 100.000 đúng không chị gái? Đúng rồi, 100.000. Đây là hàng này là gọi là công, này là công mới ra và nó rất là tươi, nó rất là tươi thì còn bán được giá như này đấy ạ. Có nghĩa là hàng gần như hàng mới. Còn những cái hàng mà nằm ở trên cổng khoảng lâu thì nó lại thấp hơn. Yeah. Không để giá. Đây là hàng đẹp, loại đẹp rồi. Thì nó được như nào? Trăm ngàn. Còn góc bên kia hả anh Hồ? Chưa hàng đi chú ơi. Đấy, đang đậu kìa. Đang xuống hàng, sang hàng để đi bán. Hôm nay thì mấy anh em có dịp đến đây ghi nhận những hình thực tế khá đau lòng. Cách đây khoảng 2 năm trước, khi mà dịch Covid vừa mới bùng lên á, 2019 á, 3 năm trước, thì ở Tây Nguyên đang xảy ra tình trạng đó là dưa hấu không bán được, và người dân Sài Gòn đã giải cứu khá là nhiều rồi. Nhưng mà chắc có lẽ dịch vừa qua thì mọi người gần như là khó khăn hơn không? Thoạt nhìn á thì Phong biết không, thoạt nhìn thì cô bác quý anh chị mà không theo dõi những cái clip này từ đầu thì tưởng đâu rằng anh em mình đang đứng ở ngay cửa khẩu Hữu Nghị. Nhưng mà thật ra đây là một cái nơi mà container đang đậu để mà chờ xuất những cái nông sản mình bán lẻ. Quay trở lại mít đây cho mọi người xem thêm. Đó, cái khung cảnh khá là điều hiu và buồn bã. Ôi, mít.
lên trên xe công cho coi ha. Xe công đi. Bóng viên đi. Cái này là giá bao nhiêu? 10.000 một cân hả? 9.000 một cân. Trái này là bao nhiêu? Mít thái siêu ngọt, thơm ngon bổ rẻ. 1 cân, 12 cân mà chất gió mấy ông. Mít thái siêu ngọt, thơm ngon bổ rẻ. Cho 11 cân ha. Là 100 ngàn, ở 90 ngàn. 11 cân, gần 11 cân. Mít thái siêu ngọt, thơm ngon bổ rẻ. Trái này bao nhiêu? Mít thái siêu ngọt, trái này là chưa được 100 ngàn. Mít thái siêu ngọt, thơm ngon bổ rẻ. Anh cho em cái quả kia lên đây. Mít thái siêu ngọt, thơm ngon bổ rẻ. Đứng ở đây thấy rất là nhiều xe, thậm chí dưới kia mọi người cũng đang tìm cách để tiêu thụ được cái hàng nông sản đang bị ùn ứ. Thì anh Hồ là một người dân miền Tây, và bà con của anh, dòng họ của anh thì rất là nhiều người đang sống bằng cái nghề trồng trọt nông sản như thế này. Thì chắc có lẽ anh Hồ là người có nhiều cảm xúc lớn nhất ngay thời điểm bây giờ, khi mà đang lo âu xóm làng của mình sẽ rơi vào tình cảnh đó là không có biết cách nào để tiêu thụ nông sản đang chuẩn bị vào mùa.